Xin được giới thiệu cùng với các bác một cái mặt hồ lô được làm từ thạch anh tóc vàng, chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Mặt hồ lô rất đẹp. Tôi đã khoan sẵn cái lỗ này rồi, nếu ai mua thì sẽ tặng kèm một cái dây dù nữa. Về chúng ta chỉ việc đeo thôi. Các sợi tóc vàng, các sợi rutin ở trong viên đá khi chiếu đèn vào thì nó có độ ánh kim lên rất là đẹp. Mặt này có chiều cao là 2,9 cm, bề ngang điểm rộng nhất này là 1,8 cm và nó có dày là 1,2 cm. Cam kết hàng chuẩn, được làm từ thạch anh tóc vàng hoàn toàn thiên nhiên tự nhiên. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu về đeo thì xin mời hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Mặt này thì hiện tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 250.000 đồng. Cam kết là hàng chuẩn, hàng thiên nhiên tự nhiên. Nếu sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí cho khách hàng phải kiểm định, giám định viên đá. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp, đá thiên nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.